Vào khoảng 7 giờ sáng nay, một đám cháy bùng phát từ một nhà xưởng kết hợp làm kho sản xuất sơn tại khu vực chợ 365 phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lửa cháy ngùn ngụt đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng và khiến một người tử vong. Sau nhiều giờ nỗ lực làm việc, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Sau khi nhận được tin báo cháy tại một kho trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, Trung tâm Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều 7 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để xử lý đám cháy. Đến thời điểm 8 giờ 15, lực lượng chữa cháy đã khống chế để không cho đám cháy cháy lan ra các kho xưởng khác. Thống kê ban đầu, đám cháy đã khiến một người bảo vệ tử vong và thiêu rụi gần 1.000 mét vuông nhà xưởng. Được biết, khu nhà xưởng bị cháy nằm trong khuôn viên của khu công viên thể thao Cây Xanh Hà Đông. Mặc dù thành phố đã yêu cầu rà soát và dừng toàn bộ hoạt động của các kho xưởng xây dựng trái phép trong dự án công viên thể thao Cây Xanh Hà Đông, song không hiểu vì lý do gì các kho xưởng này vẫn ngang nhiên tồn tại. Vụ cháy ngày hôm nay đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Bắt đầu từ hôm nay 20 tháng 10, người dân Việt Nam có thể xuất trình căn cước công dân điện tử thay thế căn cước công dân bản cứng để chứng minh nhân thân, thực hiện các thủ tục hành chính cũng như giao dịch dân sự. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử. Nếu chưa đủ 14 tuổi hoặc được giám hộ thì được đăng ký theo tài khoản của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ. Mức độ 1 bao gồm các thông tin, số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và ảnh chân dung. Mức độ 2 bao gồm các thông tin như mức độ 1 và vân tay. Khi có tài khoản định danh điện tử, người dân có thể xuất trình thông tin định danh thông qua ứng dụng VNEID để chứng minh nhân thân, thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch dân sự. Hôm nay 20 tháng 10, tại một số quận như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã hướng dẫn những công dân đầu tiên làm căn cước công dân điện tử một cách thuận lợi và nhanh chóng. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn đang tồn tại hàng loạt dự án bất động sản chậm tiến độ, chậm triển khai, thậm chí là bán nhà sai quy định khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc làm này của các chủ đầu tư, chủ dự án đã gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến người mua nhà, thậm chí khiến dư luận bức xúc. Phản ánh của phóng viên Hà Nội 18 giờ tại dự án Athena Complex Pháp Vân. Khách hàng mua 2 căn hộ tại dự án Athena Complex Pháp Vân cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, công ty xây dựng 379 đã thực hiện ký kết hợp đồng mua bán với hàng trăm khách hàng. Có những khách hàng đã nộp số tiền từ 70%, thậm chí là 95% giá trị căn hộ. Thời hạn bàn giao nhà theo hợp đồng ký kết là quý 4 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn 2 năm, nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án Athena Complex Pháp Vân do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hàn Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 làm chủ đầu tư phản ánh, họ vẫn chưa được bàn giao nhà. Vậy là rất khổ mua cái nhà này ở đây. Đấy, người ta bảo là cứ một năm sau thì là lấy nhà, xong lại đến năm sau cũng chả thấy đâu cả. Xong lại thấy bảo lại là hẹn 2023 tháng 3 giao thu. Nhưng mới kiểu làm này là không xong rồi. Nhìn khối lượng công việc là tôi biết chứ sao. Làm sao có ai làm, nó có một hai ông thợ làm lạch cạch ở trên, không xong được. Đấy. Bà chủ đầu tư ở cái dự án này có họp với các cái nhà đầu tư? Không họp biết gì cả, toàn là cho người khác ra thôi. Đấy, không ra mặt mà không làm gì cả. Bây giờ nó bị trì trệ này thôi, chứ còn chưa mấy năm trước nói chung là xây đâu ra đấy ngon lành. Mọi người thì toàn ở các nơi đến mua thôi, chứ còn Hà Nội đi thôi cũng chả biết mấy người đến đây mua. Trong thời gian vừa qua thì có một số người mua nhà tụ tập căng băng rôn, biểu ngữ tuần hành tại dự án cũng như là tại trụ sở Ủy ban nhân quận Hoàng Mai. Sau khi vụ việc trên xảy ra thì chúng tôi cũng đã mời chủ đầu tư và người mua nhà cùng với các phòng ban đơn vị của Ủy ban nhân quận tổ chức họp. Và tại buổi họp thì Ủy ban nhân phường cũng đã yêu cầu chủ đầu tư là sớm hoàn thiện các cái thủ tục cũng như đẩy nhanh tiến độ để bàn giao cho người mua nhà. Bên cạnh việc chậm bàn giao căn hộ gây bức xúc cho khách hàng mua nhà thì công ty 379 còn tổ chức kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh. Công ty 379 đã triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Hành vi vi phạm này đã bị xử phạt 1 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 4 đến 5 tháng. Hàng chục khách hàng đã nhiều lần mong muốn công ty xây dựng 379 giải trình về việc chậm tiến độ, cam kết rõ ràng về thời gian bàn giao nhà cũng như có những lời giải thích thỏa đáng, song đến nay vẫn chưa được phúc đáp.
Với trách nhiệm của chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng sẽ giám sát, kiểm tra cái việc thi công của chủ đầu tư theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, và chúng tôi cũng sẽ thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án rồi hoàn thiện các cái thủ tục để sớm bàn giao nhà cho người mua nhà theo đúng cái cam kết. Theo tìm hiểu của phóng viên, tiền thân dự án tòa nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân là một phần khu đất được thành phố Hà Nội giao cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị thuộc Bộ Xây dựng để đầu tư và xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp. Năm 2007, phần đất này được chuyển giao để xây dựng công trình dịch vụ công cộng, văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Hàn Việt Nam. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dự án này đã được chuyển thành dự án nhà ở với quy mô 29 tầng, bao gồm 2 tầng hầm, 27 tầng nổi, chưa tính tùng thang kỹ thuật. Những vấn đề khúc mắc tại dự án này đang cần các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội vào cuộc giải quyết dứt điểm. Chuyển sang một thông tin đang được nhiều người yêu thể thao trông đợi. Ban tổ chức chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 vừa có công bố cụ thể 38 môn và nhóm môn nằm trong chương trình thi đấu chính thức vào năm 2023. Với 608 bộ huy chương được trao thì SEA Games 32 sẽ xác lập kỷ lục vượt qua con số 530 bộ huy chương của SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines. 38 môn đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Bên cạnh các môn quen thuộc hàng năm thì có khá nhiều môn lạ xuất hiện như môn võ Kun Khmer, cricket, dù lượn, bóng sàn, hockey hay pickleball. Một số môn như bắn súng, đua thuyền rowing, canoeing, bắn cung không nằm trong chương trình thi đấu của SEA Games 32. Một điều rất đặc biệt là Campuchia đưa ra quy định rất lạ lùng, chỉ các vận động viên chủ nhà mới được tham gia 100% vào các môn thể thao đối kháng hoặc võ thuật, còn các nước khác phải cân nhắc phân chia lực lượng thi đấu tối đa 70% nội dung. Đây là quy định chưa từng có ở sân chơi SEA Games, cho thấy kỳ đại hội tới, nước chủ nhà quyết tâm giành nhiều huy chương để có vị trí cao trên bảng tổng sắp. Thời gian thi đấu của SEA Games 32 2023 sẽ tổ chức từ ngày 5 tới 17 tháng 5 năm 2023. Sáng nay 20 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã vừa cách ly xét nghiệm, phát hiện thêm ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Như vậy, đây là trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ hai đã được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ này là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch tại Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 11 tháng 10 với các triệu chứng sốt, kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể. Điều đặc biệt, người nhiễm đậu mùa khỉ thứ hai này và người mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên này đã khỏi bệnh, đã có thời gian ở cùng nhà và sinh hoạt chung. Khi biết người bạn có các triệu chứng tương tự, người mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã kịp thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC biết để hỗ trợ cách ly, chuẩn đoán và điều trị. Hiện CDC Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần để hướng dẫn và kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan mầm bệnh. Thời gian gần đây, chi phí kinh doanh xăng dầu tiếp tục tăng cao, nhất là chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam. Điều này khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, hôm nay Bộ Công Thương đã có loạt công văn hỏa tốc gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này. Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục ra soát và điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức theo mức phù hợp với thực tế phát sinh để tính đúng, tính đủ trong giá cơ sở xăng dầu theo quy định hiện hành, đảm bảo duy trì hoạt động cho doanh nghiệp cung ứng cho thị trường. Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện cho 4 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy bộ Hải Hà, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp thực hiện việc thông quan hàng hóa để kịp thời bổ sung nguồn hàng từ nguồn nhập khẩu cho thị trường trong nước. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng hạn mức tín dụng, tiếp cận lãi suất ưu đãi nhằm giúp các doanh nghiệp tăng nguồn lực tài chính, giảm chi phí để nhập khẩu hoặc mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước. Ước tính tổng toàn bộ nhu cầu về hạn mức tín dụng vay vốn mua ngoại tệ của 16 doanh nghiệp cần khoảng 27.000 tỷ đồng. Hôm nay 20 tháng 10, tròn 20 năm biểu tượng bông sen vàng 6 cánh chính thức trở thành hình ảnh thương hiệu đặc trưng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Trên một số chuyến bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, hành khách Vietnam Airlines được chào đón đặc biệt với nhiều hoạt động kỷ niệm.
quầy thủ tục hay phòng chờ đều được trang trí hoa sen. Hành khách được lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh tiếp viên Vietnam Airlines trong trang phục áo dài họa tiết hoa sen. Những món ăn trên các chuyến bay cũng được lấy cảm hứng từ sen, đem đến sự thích thú bất ngờ cho hành khách. 20 năm sải cánh trên bầu trời với biểu tượng bông sen vàng, hãng hàng không quốc gia khẳng định sứ mệnh giới thiệu và kết nối những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, năm nào vào dịp 20 tháng 10 chúng ta cũng có rất nhiều các hoạt động để tôn vinh những người phụ nữ, nhưng nguồn gốc của ngày lễ đặc biệt này thì không phải là ai cũng biết. Ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam, nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh những phụ nữ Việt Nam và lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Vâng ạ, trong dịp này thì có một nghị định mới liên quan đến phụ nữ chính thức có hiệu lực, đó là nghị định quy định kéo dài tuổi nghỉ hưu nhiều chức danh lãnh đạo nữ. Thông tin mới này đang được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. So với quy định trước, chính phủ bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu, gồm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị định mới nêu rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức nhưng đảm bảo không vượt quá 65 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Nhân dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 10, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện về những người mà dành nhiều tâm huyết, nỗ lực góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Và người phụ nữ đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay chính là nghệ nhân quốc gia Phạm Thị Hòa. Không gian mang đậm nét văn hóa cổ truyền với những góc nội thất bình dị, với hương thơm của các loại thảo dược quen thuộc, mang đến một cảm giác an yên, thư thái. Có lẽ là những cảm xúc đầu tiên của bất kỳ ai khi đến với trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu cổ truyền của nghệ nhân quốc gia Phạm Thị Hòa. Tiền thân là trung tâm chăm sóc sức khỏe của Viện Châm cứu Trung ương dưới sự dẫn dắt bước đầu của giáo sư đầu ngành của y học cổ truyền Việt Nam Nguyễn Tài Thu. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, sự thành công của bà là minh chứng rõ ràng cho việc xóa bỏ định kiến làm nghề xoa bóp trị liệu cổ truyền, chăm sóc sức khỏe là nghề không lành mạnh. Nghề này thì truyền lửa này cho các bạn là các bạn phải biết rằng là chúng ta phải tự hào vì nghề của chúng ta là một nghề chăm sóc sức khỏe, xoa bóp bấm huyệt không dùng thuốc bằng những cái dược liệu y học cổ truyền rất là lành mạnh. Thế chỉ sau một thời gian, một số bạn nữ ở các vùng quê lên đây thì mới hiểu rằng là chẳng có gì là xấu cả. Và bây giờ thì cứ lan tỏa dần. Khắt khe trong việc đào tạo và tuyển lựa tay nghề đội ngũ nhân viên, y bác sĩ, tận tụy học hỏi, không ngừng nghiên cứu mở rộng thêm các thiết bị hiện đại, bổ trợ cho những phương pháp cổ truyền. Nghệ nhân quốc gia Phạm Thị Hòa luôn tâm niệm lấy tinh thần kế thừa và phát triển tinh hoa y học cổ truyền dân tộc làm kim chỉ nam, lấy con người làm gốc rễ. Từ một trung tâm chăm sóc sức khỏe chỉ có 24 nhân viên, giờ đây bà Hòa đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn con người từ khắp mọi miền Tổ quốc. Khi được nói là nghệ nhân thì mình cũng tự hào với bạn một chút là những cái ngón nghề mà được học của Bệnh viện Châm cứu Trung ương do giáo sư Tài Thu nâng đỡ, cộng với chúng mình phải đọc sách, học hỏi thêm rất nhiều để ra được những bài cơ bản để phù hợp với khách hàng. Có thể du lịch đến chỉ cần 15 phút, nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng là chúng ta có thể làm được tất cả, đáp ứng tất cả những cái nhu cầu mà khách hàng mong muốn. Đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội bằng những việc làm từ thiện, tạo dựng công ty với 70% là nữ giới. Sự thành công sau bao thăng trầm của nghệ nhân Phạm Thị Hòa chính là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người, mà trước tiên là cho chính những người phụ nữ đang cùng bà ngày đêm gìn giữ và truyền lửa cho y học cổ truyền trị liệu. Quý vị thân mến, giữa phố cổ ồn ào nhộn nhịp, có một góc nhỏ bình yên lúc nào cũng phảng phất mùi trầm hương và ngập tràn sắc màu của thổ cẩm, của vải lanh. Không gian này do chị Thủy, một người phụ nữ sinh ra ở Hà Nội nhưng lại có tình yêu đặc biệt với núi rừng Tây Bắc gây dựng lên. Sống ở Hà Nội, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng làm quen với nhân vật này.
cung cửi, trang phục thủ công hay vật dụng sinh hoạt của đồng bào dân tộc Dao, Mông đều được chị Thu Thủy nâng niu và bày ở vị trí trang trọng. Cơ duyên để chị gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số bắt nguồn từ một dự án của Nhật Bản nhằm xúc tiến, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào vùng cao các tỉnh Tây Bắc. Vào năm 2009 thì tôi có may mắn được làm việc ở dự án xúc tiến ngành nghề nông thôn Tây Bắc do JICA Nhật Bản tài trợ. Thì tôi phụ trách ở mảng là bảo tồn và phát triển nghề dệt, nghề làm vải thủ công của chị em phụ nữ ở vùng cao Tây Bắc. Thì thông qua cái dự án đấy mà tôi có gần 3 năm được làm việc, sinh sống cùng với cả bà con vùng cao. Và sau đó khi dự án kết thúc thì là tôi vẫn tiếp tục làm việc cùng với bà con đến bây giờ. Gắn bó với một miền đất, với những con người lam lũ không dễ gì dứt bỏ. Đó là động lực để chị mở cửa hàng đầu tiên giới thiệu và tiêu thụ mặt hàng thủ công mỹ nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số mang tên Chị E Zupu Zupa. Chị E bày tỏ sự tri ân của chị Thủy về sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản trong dự án xúc tiến ngành nghề nông thôn Tây Bắc. Zupu Zupa lại có nghĩa là ở rừng, ở núi về. Các sản phẩm tại Chị E được chị Thủy trực tiếp lên ý tưởng và làm tại xưởng mẫu ở Hà Nội, sau đó chuyển lên các hợp tác xã dệt may mà chị E hợp tác ở Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Nghệ An và các nhóm dệt miền Trung, Tây Nguyên. Trước thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, thu nhập trung bình của bà con từ 3 đến 5 triệu đồng một người. Trước đây thì cái nghề dệt mà bà con dệt ra chỉ để làm những cái vật dụng cần thiết cho đời sống. Còn cái đời sống bình thường thì bà con sẽ phụ thuộc vào nương rẫy, vụ mùa. Thế thì khi mà bọn mình làm dự án đấy thì bọn mình phát triển các cái sản phẩm từ cái vải dệt truyền thống của bà con. Thì thông qua đó thì bà con có thêm cái thu nhập mà nó không bị phụ thuộc, tức là không bị quá bó buộc vào thời gian. Tức là vẫn đi làm nương, làm rẫy được. Xong rồi về thời gian rảnh rỗi buổi trưa, buổi tối thì dệt này rồi nhuộm rồi là may thêm thì là bán thêm thì có thêm cái một cái khoản thu nhập đều đặn hàng tháng như thế thì bà con rất là vui. Không chỉ bán hàng giúp bà con, chị Thủy còn tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm giới thiệu văn hóa của dân tộc thiểu số. Đó là các buổi nói chuyện về văn hóa hay học cách nhuộm vải từ cây tràm, củ nâu hay dệt vải, thu hút sự tham gia đông đảo của du khách, đặc biệt là giới trẻ. Những sản phẩm thủ công của Chị E thì làm rất là tỉ mỉ và kỹ lưỡng, đồng thời là chất lượng, sử dụng những chất liệu là hoàn toàn là được mua từ đồng bào dân tộc ạ. Thí dụ như là cái túi mà mình đang sử dụng đây thì được làm từ vải gai dầu và được có họa tiết của đồng bào dân tộc người Hơ Mông. Thì mình thấy những sản phẩm này rất là ý nghĩa vì là có thể giúp là bảo tồn văn hóa và đồng thời là cũng kích thích kinh tế ở trên vùng cao ạ. Tâm huyết với việc bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống cùng tinh thần không ngừng học hỏi, chị Thủy mong muốn sẽ tạo thêm nhiều công việc cho phụ nữ dân tộc thiểu số, lan tỏa những nét đẹp văn hóa Tây Bắc tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Nằm trên trục quốc lộ 6 giữa hai thị trấn Trúc Sơn và Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khu công nghiệp Phú Nghĩa có tổng diện tích 170 ha với hàng trăm dự án đầu tư, nhà máy, nhà xưởng cùng hoạt động. Với quy mô lớn như vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần được đặc biệt quan tâm. Nhận thức rõ điều này, một đơn vị trên địa bàn đã có những sáng kiến thành lập cụm liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ. Nhằm nâng cao năng lực an toàn phòng cháy chữa cháy, ông Lê Xuân Hiền, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy đã có sáng kiến thành lập cụm liên kết doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp Phú Nghĩa với sự tham gia của 24 đơn vị từ tháng 1 năm 2022. Kể từ đó đến nay, các đơn vị thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Chương Mỹ tổ chức các buổi trao đổi, tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Về công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy là một doanh nghiệp chấp hành tốt về quy định phòng cháy chữa cháy. Đó là thể hiện cái trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đó là anh Lê Xuân Hiền. Anh cũng là cụm trưởng của cụm liên kết an toàn phòng cháy cháy trong tuyến đường Hạnh Phúc, đường N1, công nghiệp Phú Nghĩa. Anh là người có ý tưởng để đề xuất thành lập cái cụm liên kết an toàn phòng cháy cháy trong khu công nghiệp và là người rất tâm huyết. Trong đó là anh đã đề xuất những cái hoạt động mà thiết thực cho khu công nghiệp và trong cụm liên kết an toàn phòng cháy cháy gồm có 24 doanh nghiệp và được các lãnh đạo, các công ty trong cụm là rất là ủng hộ và đồng tình. Ý tưởng này cũng xuất phát từ cái nhiệm vụ chung mà năm 2011 tôi khi lúc bấy giờ còn đi thuê cơ sở ở tại khu vực Cầu Biêu thì có một hộ gia đình
là cũng đi làm và lúc bấy giờ là phát cháy do chập điện. Thế thì doanh nghiệp chúng tôi lúc bấy giờ chỉ là cơ sở thôi, là chúng tôi đã cùng với bà con dân phố và huy động cái lực lượng của chính mình và ra đã dập tắt được đám cháy, không để cháy lan cháy tỏa mà không để ảnh hưởng đến khu dân cư. Thì khi vào đến khu công nghiệp, chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhiệm vụ kết nối và hỗ trợ lẫn nhau là hết sức quan trọng. Cho nên chúng tôi đã có ý tưởng một thành lập cụm. Sau một năm hoạt động, phải nói là hiệu quả rất tốt trong công tác phối kết hợp và nâng cao được cái ý thức trách nhiệm cũng như là tinh thần, và xác định rõ được cái nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Tinh thần phòng cháy chữa cháy cần được nêu cao không chỉ riêng các đơn vị sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp mà từ chính bản thân mỗi cá nhân trong gia đình tập thể. Cá nhân ông Hiền cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy là những tấm gương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giảm bớt nguy cơ hỏa hoạn, giảm thiểu rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Indonesia sẽ phá dỡ sân vận động Kanjuruhan, nơi xảy ra thảm kịch bóng đá khiến hơn 130 người thiệt mạng hôm 1 tháng 10 vừa qua. Indonesia cũng lên kế hoạch xây dựng khu vực này thành một sân bóng đá theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Phát biểu trên được Tổng thống Indonesia Joko Widodo đưa ra tại cuộc họp với Chủ tịch FIFA hôm nay. Ông Widodo cũng bày tỏ đồng tình với Chủ tịch FIFA rằng cần phải có những thay đổi đối với cách quản lý môn bóng đá ở Indonesia. Cuộc gặp trên diễn ra sau khi Indonesia và FIFA đồng ý thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung sau thảm kịch sân vận động, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị đăng cai World Cup U20 vào năm sau. Âm nhạc truyền thống mariachi từ lâu đã trở thành một phần quan trọng cho văn hóa Mexico. Và giờ đây, những bài hát mariachi sôi động đang có một sứ mệnh mới, đánh thức ký ức của những người mắc bệnh Alzheimer. Mariachi là thể loại nhạc xuất xứ từ miền Tây Mexico từ khoảng thế kỷ 19. Dù sử dụng những nhạc cụ châu Âu như kèn, violon và guitar, nhưng âm thanh của loại nhạc này lại sống động và rất đặc trưng, là một phần không thể thiếu của văn hóa Mexico. Liệu pháp nhạc mariachi đã được Trung tâm Alzheimer Mexico thúc đẩy với hy vọng âm nhạc sẽ khuấy động hồi ức về quá khứ của những bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa, khuyến khích họ hát, thậm chí nhảy theo những giai điệu cổ quen thuộc. Bà Regina Antena, giám đốc Trung tâm Alzheimer cho biết, các nghiên cứu chỉ ra rằng âm nhạc kích thích chất dẫn truyền thần kinh trong não, tạo ra kết nối tinh thần và cảm xúc, giúp bệnh nhân nhớ và gợi lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của họ. Ước tính Mexico có khoảng 1,8 triệu người mắc chứng sa sút trí tuệ, trong số đó khoảng 1,3 triệu người được cho là mắc bệnh Alzheimer. Nếu bạn là người thích bánh ngọt, Cake Wonderland, xứ sở thần tiên được làm từ bánh ngọt tại Los Angeles, có thể là nơi dành cho bạn. Cake Land là một phòng trưng bày nghệ thuật ở Los Angeles, được xây dựng như một chiếc bánh khổng lồ rực rỡ. Nghệ sĩ Scott Hove, người tạo ra Cake Land cho biết, căn phòng bánh ngọt này được làm hoàn toàn bằng vật liệu nhân tạo acrylic thay vì đường, bởi đường thật sẽ thu hút kiến. Du khách đến Cake Land sẽ đi bộ qua một loạt các căn phòng mê cung, sau đó xuất hiện căn phòng bánh ngọt tuyệt đẹp này. Được hoàn thành với 3.000 quả cherry, 120 tấm gương và hàng nghìn viên pha lê Swarovski đính trên các bức tường, Cake Land đã thu hút đông đảo người đến tham quan. Chuyên mục Vì Sức Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn cách để bảo vệ hô hấp cho trẻ nhỏ và quý vị có thể áp dụng để giữ sức khỏe cho con em của mình trong giai đoạn chuyển mùa hiện tại. Nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Cách bảo vệ hệ hô hấp cho trẻ: vệ sinh mũi, họng, khoang miệng. Cha mẹ cần chú ý vệ sinh mũi, họng, khoang miệng cho bé bằng nước muối sinh lý thường xuyên. Giữ ấm đường thở, cha mẹ cần giữ ấm đường thở cho trẻ để phòng bệnh nhiễm trùng hô hấp khi thời tiết thay đổi. Phụ huynh nên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng không chênh lệch lớn so với thời tiết thực tế. Tiêm phòng vaccine, bản chất của vaccine là kích thích cơ thể sản sinh ra các loại miễn dịch chống lại những bệnh nguy hiểm. Bú sữa mẹ 6 tháng đầu đời, cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu vì sữa mẹ cung cấp nhiều kháng thể cho sự hoàn thiện hệ thống miễn dịch ở trẻ.